Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế Long An yêu cầu giám đốc Trung tâm Y tế năm quyện thành phố vùng đỏ là Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đức, Cần Giuộc và thành phố Tân An khẩn trương tham mưu địa phương thành lập ngay các trạm y tế lưu động trong bối cảnh dịch COVID-19 đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Theo đó, tùy theo tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn, mỗi xã phường thị trấn có thể thiết lập một hoặc nhiều trạm y tế lưu động, đảm bảo mỗi cụm dân cư có khoảng 50 đến 100 trường hợp nhiễm COVID-19 được cách ly tại nhà thì có một trạm y tế lưu động. Mỗi trạm có tối thiểu 5 nhân viên y tế, trong đó có ít nhất một bác sĩ phụ trách. Các trạm y tế lưu động được bố trí đầy đủ trang thiết bị thiết yếu cho phòng chống COVID-19, như máy đo SPO2, các sinh phẩm xét nghiệm nhanh, bình túi oxy và đồng hồ đo áp suất oxy, mặt nạ thở oxy và các phụ kiện cần thiết khác. Thuốc thiết yếu trong danh mục thuốc dành cho trạm y tế cấp xã cùng các loại thuốc điều trị COVID-19 tại cộng đồng, theo hướng dẫn của Bộ Y tế đặc biệt lưu động xã hội quá, đảm bảo mỗi trạm y tế lưu động có một xe ô tô có gắn bệnh oxy, có xe đẩy để vận chuyển người nhiễm COVID-19 đi cấp cứu kịp thời. Trạm y tế lưu động có chức năng triển khai các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 tại cộng đồng, kết nối giữa chăm sóc, quản lý người mắc COVID-19 tại nhà với chăm sóc tại bệnh viện, phát hiện các trường hợp diễn biến nặng và chuyển tuyến kịp thời, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, chuyển tiếp kịp thời các bệnh thông thường cho người dân trên địa bàn được giao.